Rồi, xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay lên cho anh em một cái sản phẩm mà 2 năm rồi chưa giới thiệu cho anh em. Đó là cái sản phẩm cuộn lửa. Thì những anh em nào mà chúng ta đang có bị hư cái cuộn lửa, cháy cuộn lửa, xài cuộn lửa lô. Đây, hiểu cho anh em cuộn lửa của Tin Thái. Hàng Thái nhập khẩu anh em ha. Này là thương hiệu Mikamako, nhưng mà thực ra thì khi mà Đạt nhìn vào cái cột lửa này á, Đạt thấy nó giống cái cột lửa zin khoảng 95% luôn. Đây, cái này là cột lửa nhập khẩu từ Thái Lan nha anh em nha. Mikamako thương hiệu thì nổi tiếng rồi. Mikamako thì cũng thuộc dạng một thương hiệu có cái chất lượng sản xuất rất là tốt, chất lượng hàng hóa cũng rất là đảm bảo cho anh em. Đó. Rồi đây, thì đây là một cột của nó như thế này, hàng chính hãng nha anh em nha. Giá thì 250.000 một cột nha. Đó. Sản xuất ở Bangkok, Thái Lan. Thì cái cuộn lửa của anh em thì nó bị một tình trạng là khi anh em ta sử dụng thường xuyên á, thì bắt đầu lửa nó bị yếu đi và nó chết luôn cuộn lửa ha. Rim Thái nó hay bị như vậy. Cái cuộn này là của Rim Thái anh em nha. Rim Thái đời 6 tép nha. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra cho anh em coi. Cái này mình không biết khui sao cho nó đúng, cho nên là mình sẽ cắt đi. Sẽ cắt là nó chuẩn nhất. Còn giờ mình không biết khui sao cho nó ra nữa. Đây. Anh em ha. Đó. Đây, mình đã khui cho anh em rồi. Thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ mở trong này cho anh em coi nè. Đây. Ở trong này nó có một cái bọc Mikamako. Mikamako ở Thái Lan. Rồi, đóng gói rất là đẹp. Kỹ càng, gọn gàng. Mở ra trong luôn. Rồi. Đây, đây là sẽ đóng nó gói nhiều lớp đấy nhở. Rồi đây thêm một cái bọc nữa nha anh em nha. Rồi đây bọc này thì mình đã có thể xé ra cho anh em được rồi. Và đây là cuộn lửa của nó nha anh em nha. Đây, cuộn lửa này y hệt như là cuộn lửa zin luôn nha anh em nha, không khác gì luôn. Thì đây là lửa 6 tép nha anh em. 6 tép có nghĩa là sao? Ở đây anh em thấy giúp mình nó có 6 cái khất. Đó anh em thấy chưa? Nó có 6 cái khất, có nghĩa là 6 tép. Thì nó có một loại là 5 tép, thì 5 tép thì nó đời cao, ví dụ như đời 99 2000 thì nó sẽ có lửa 5 tép. Đấy, thì lửa 5 tép hay 6 tép gì cũng ok. Nhưng mà cái bộ này thì anh em sẽ gắn cho lửa 6 tép nha. Đó, những anh em nào mà tình trạng yếu lửa thì anh em ta có thể quan tâm. Nói chung theo Đạt thì bộ này thì cái giá 250.000 là rất là hợp lý để anh em ta mua về anh em sử dụng cho cái xe ở nhà anh em. Tại vì anh em gắn một cái cuộn lửa mới vô và cuộn lửa mạng, lửa xịn như vậy này thì nó sẽ đảm bảo cho cái xe anh em nó chạy nó rất là ok, nó ngọt ngào, lửa nó căng và nó không có bị hụt máy hay không bị yếu máy, không bị đuối máy hay những cái vòng tua lớn hơn. Đó. Thì anh em là chúng ta có nhu cầu thì anh em có thể quan tâm. Cái này thì bên mình có bỏ sỉ cho anh em luôn, cũng có lẻ cho anh em. Thì anh em là chúng ta có nhu cầu mua thì có thể liên hệ với shop của mình, số điện thoại 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha. Và hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.